Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ chơi cây cảnh, chơi cây bonsai và làm vườn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác một cái dòng cưa pin, một cưa pin xích nhá. Đấy là hãng nhãn hiệu Makita nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì ở đây là một cái vỏ hộp này. Đấy, khi mà các bác mà mua hàng thì sẽ được đựng ở trong một cái vỏ hộp rất là xịn sò như này. Đấy, đảm bảo cho các bác là hàng Makita chính hãng nhá. Made in Japan, hàng Nhật Bản. Đấy, về hàng này, Made in Japan nhá. Hàng Nhật Bản, hàng chính hãng. Vỏ hộp tổng quan của nó. Đây là một cái vỏ hộp này. Còn về cái phần bên trong thì em sẽ bỏ ra giới thiệu chi tiết cho các bác nhé. Em sẽ bỏ ở đây nó có một cái lẫy mở này. Đấy, em sẽ quay ngược lại. Đấy, ở đây nó có một cái lẫy mở nhé. Đấy, thì các bác mở ra này. Thì những cái phụ kiện mà các bác được nhận kèm mà khi mua cái cưa pin này thì nó gồm một cái cưa này. Đấy, đây là một cái cưa được đóng ở trong một cái túi ni lông như này để đảm bảo khi mình vận chuyển cho các bác ấy thì nó sẽ không bị xước xác hoặc là ảnh hưởng đến cái phần chất lượng nhé. Còn ngoài ra thì ở đây nó có một cái lưỡi cưa. Đấy, một cái lưỡi cưa như này nhé. Thì các bác có thể lắp vào. Thì để video sau thì em sẽ chia sẻ cho các bác về cái cách lắp. Còn ở cái video này thì em cũng chỉ giới thiệu cho các bác thôi. Đấy, nhãn hiệu ở bên trong này. Đấy, Makita. Đấy, Makita nhé, hàng chính hãng của Nhật Bản. Đấy, về cách sử dụng thì ở cái video trước thì em cũng giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Đấy, các bác có thể là tham khảo em ở cái video trước ấy, ấn đăng ký kênh tham khảo em ở cái video trước thì em giới thiệu chi tiết về cắt thử cho các bác tham khảo rồi. Và đây thì nó có một cái lưỡi xích này. Đấy, lưỡi xích nhá, được cũng đóng trong một cái túi ni lông này để đảm bảo cho bác là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến phần chất lượng nhé. Và ngoài ra những cái phụ kiện mà đi kèm ấy thì cái dòng cưa này, cái cưa xích này thì chạy được bằng pin nhé, nhãn hiệu Makita này. Makita. Đấy, đây là vài cái thông số của nó đây các bác. Lama H này, 778V. Đây. Thì khi mà mua cái cây cưa này thì sẽ đi kèm là hai cái quả pin như này, hai cái quả pin dự phòng nhé. Thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp pin vào đây. Để lắp pin vào đây. Ở đây nó có một cái gen trượt này, để các bác lắp pin vào đây nhé. Thì một cái quả pin này thì các bác có thể là sử dụng. Một cái quả pin này thì các bác có thể là sử dụng được khoảng 1 tiếng rưỡi. Đấy, thì hai quả pin này, các bác sạc đầy hai quả pin này thì nó sẽ được khoảng 3 tiếng. Đấy, các bác sử dụng liên tục nhé, trong vòng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Còn các bác mà chẳng hạn như là sử dụng mà cắt xong lại ngồi nghỉ thì nó có thể là sử dụng cả buổi sáng hoặc là cả buổi chiều. Đấy, về cái hàng pin này, đây là thêm một cái quả pin dự phòng và một cái quả pin này là tổng hai quả pin. Đấy là về cái phụ kiện. Còn ngoài ra thì ở đây thì nó có một cái củ sạc này. Đây, một cái củ sạc cũng được đóng ở trong túi bóng nhé. Củ sạc này, ở cái quả pin dự phòng này thì các bác lại sạc vào. Đấy, sạc đầy thì mình lại sử dụng được khoảng tiếng rưỡi. Đấy là về những cái phụ kiện được nhận kèm. Thì bây giờ em sẽ lấy một cái cây cưa cũ nhé. Em sẽ lấy một cái cây cưa cũ và đi test thử cho các bác. Và trước khi đến cái phần đi test thử thì em cũng giới thiệu qua về cái phương thức đặt hàng nhé. Nếu các bác mà có nhu cầu về cái cây cưa này, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở phần dưới bình luận ấy. Thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác và chốt đơn cho các bác nhé. Nhà em sẽ gửi hàng qua bưu điện. Gần thì khoảng 1-2 hôm là các bác nhận được hàng thôi. Còn xa thì khoảng 3-4 hôm. Và khi nhận hàng ấy thì các bác được luôn luôn là được kiểm tra hàng. Đấy, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán nhé. Và chính hãng của hàng Nhật Bản thì các bác mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Thì bây giờ em sẽ tắt máy quay đi nhé. Đến khi nào mà ra đến chỗ test thì em sẽ quay cho bác cùng xem.
đổ ra bên này ấy.